Chào các bạn. Hôm nay mình nhận được con Toshiba Teresa 20. Cắm nguồn, cắm adapter là bị nóng, IC nguồn 3 năm. Bây giờ mình tiến hành kiểm tra xem nguyên nhân là do chạm đường nguồn nào ở phía sau, hay là lỗi tại con IC nguồn 3 năm. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra sơ cái cuộn dây, xem có cái cuộn dây nào bị sọt với mát hay không. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra xung quanh IC nguồn 3 năm. Đo chân 22, chân Very. Chân 22, nguồn 3 năm. Tổng trở. U8101. Tổng trở là trọng tở rất là tốt. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra đường một con IC chuyển đổi nguồn từ 5V VA sang 3V VA không. Đó là con U8102. Tại chân số 5 VA của con U8102 cho ra nguồn 3V VA không, thì ta thấy nó đang bị tổng trở rất là thấp, chỉ có 4 ohm chính. Tổng trở này rất là thấp, mình nghi ngờ là nó bị sọt đường nguồn VA không, 3V VA không. Bây giờ mình sẽ tiến hành cách ly để kiểm tra là khu vực nào bị sọt và mình tiến hành sẽ sửa chữa.
Trước tiên mình sẽ cách ly cái zoom JB8101. Để nó chuyển đổi từ nguồn 3V VA0 sang 3V VA. Như vậy là các bạn thấy đây, tại cái zoom JB8101 đường 3V VA0, khi mình cách ly ra thì bên đường 3V VA0 đã hết sọt so với mát. Bây giờ mình tiến hành đo bên đường 3V A. Như vậy là nó đang bị sọt bên đường 3V A. Đây, tổng trở đang bị sọt đến bên, vậy là nó bị sọt cái nguồn 3V A phía sau. Bây giờ mình tiến hành cách ly tiếp để xem là khu vực nào bị sọt. Đường 3V A qua một cái zoom JB2901 để chuyển qua nguồn 3V A EC cấp cho U2901 là IO, cấp nguồn cho U2901 là IO IT8511. Bây giờ mình cách ly cái zoom này xem có phải là bị sọt nguồn IO hay không.
Ồ, như vậy là cái nguồn 3V AEC đã không bị sọt. Như vậy là bên 3V A vẫn đang còn bị sọt. Như vậy ta chốt lại là đường nguồn 3V A đã bị sọt, IO không có bị sọt. Sọt hiếu mát. Giờ mình sẽ tiếp tục đi kiểm tra đường nguồn 3V A nó sẽ cấp đi những khu vực nào. Như vậy là đường nguồn A qua 3V A mình thấy nó đi tới socket lên màn hình LCD qua một cuộn dây là L1208. Mình kiểm tra xem có hiện tượng gì bất thường hay không. Qua đây các bạn nhìn có hiện tượng rỉ sét tại khu vực này, hiện tượng rỉ sét tại L1208 và nó đi tới một cái tụ C1219 và đây C1219 có hiện tượng rỉ, C1219 có hiện tượng rỉ, C1219 có hiện tượng rỉ nha các bạn. Bây giờ mình cách ly C1219 này xem có hết bị sọt đường 3V A hay không. Mình tiến hành đo lại xem nó có hết bị sọt với mát hay không. Và wow, chính xác. Như vậy là đường 3V A nó bị sọt là do cái tụ C1219 bị rỉ. Như vậy là mình đã tìm được nguyên nhân dẫn đến nguồn 3V phía sau bị sọt, dẫn đến là khi mình cắm adapter, khi mình cắm adapter thì nó làm sẽ nóng
con IC nguồn 3 năm. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh và ráp vô để test cho các bạn xem. Rồi, như vậy máy đã hoạt động. Như vậy là cái men đã hoạt động lại. Bây giờ mình sẽ vệ sinh sơ và ráp vô, gắn vô màn hình để test. Bây giờ mình sẽ gắn màn hình vô xem có lên hình hay không. Rồi, máy đã lên Toshiba. Máy đã lên hình. Bây giờ mình sẽ ráp vô hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.